Ui ông ơi, anh thấy con gì đằng sau anh kìa ông ơi. Ồ đúng rồi, con gì đây? Ui. Hello, xin chào tất cả các bạn đến với kênh của mình. Các bạn ơi, trước khi vào video ngày hôm nay, các bạn đừng quên giúp mình kẹp bấm like video này. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì hãy bấm ngay nút đăng ký nhá, để giúp mình đạt 1 triệu sub sớm hơn. Và xem trong video bạn thấy quảng cáo thì hãy xem hết những quảng cáo đó để ủng hộ mình chút tiền ăn kem. Cảm ơn các bạn đó rất là nhiều. Và hôm nay mình với Ốc tính đi cắm trại các bạn ạ. Hiện tại thì tụi mình đã lái ô tô và tụi mình đã đến đây, phát hiện ra một ngôi làng bị bỏ hoang. Ôi Ốc chào các bạn đi, sao cứ nhìn trước ô tô của anh vậy? Thấy ô tô của anh xịn quá à, ngắm mãi không ngừng à? Hello, xin chào các bạn. Mình đang xem ô tô của anh Bê Quy Thành bởi vì là mình không nghĩ anh Bê Quy Thành có một cái ô tô xịn thế này đâu, mà lại còn to nữa. Chắc là anh bán nhà để mua ô tô đúng không? Sao em biết? Anh đã phải bán cả căn nhà của anh đi mua chiếc ô tô này để đi cắm trại với em ấy. Thế mà em suốt ngày độc ác đánh anh thôi. Đấy, độc ác như bà hót rác vậy. Ôi trời ơi, anh bán nhà luôn. Ui em cứ tưởng anh Bê Quy Thành nhà giàu. Nếu mà biết anh Bê Quy Thành nhà giàu á, em đã tán anh Bê Quy Thành, yêu anh Bê Quy Thành luôn. Thế nhưng mà anh lại là nhà nghèo rồi. Thôi, em lại có cơ hội đi tìm chàng hoàng tử đẹp trai mắt nai của em. Hóa ra Ốc là đồ hám tiền các bạn ạ. Hôm nào mà không dùng đến xe cho em mượn em đi lên thành phố để đi quẩy nhá. Còn lâu nhá. Rồi. Con gái con lứa gì mà tính vào ba lên thành phố quẩy, đúng là hư quá à mà. Rồi, và bây giờ tụi mình sẽ đi vào cái ngôi làng bỏ hoang này xem lụm được cái đồ gì để giúp tụi mình có thể sống sót qua cái buổi cắm trại này không. Vì mình nghĩ là buổi tối quái vật nó vẫn sẽ xuất hiện đấy. Ông ơi, đi vào ngôi làng lụm đồ đi. Hay là anh rủ em đi ăn cắp? Đâu, ngôi làng có ai đâu mà ăn cắp. Bỏ hoang rồi em thấy tơ nhẹ, lâu lắm không có người ở đây à? Ồ ha. Đó, đây có mấy bịch rơm này, em có thể lấy rơm. Ôi bí ngô kìa, bí ngô chắc không ăn bí ngô đâu. À bên này có vườn lúa này. Ủa mình... wow, có cả cà rốt kìa. Ôi anh nghe thấy tiếng zombie ở đâu. Ôi Ốc ơi, ở đây có bạn em đi tìm này Ốc này. Bạn em á? Trong... sao lại có bạn em đây nhở? Trong cái nhà ấy. Chúng ta không hề quen nhau. Mình không hề quen hết bạn. Thôi, đó là một zombie dân làng. Hình như ngôi làng này bị bọn zombie tấn công và người dân trong ngôi làng biến thành zombie hết rồi Ốc ạ. Thôi kệ họ đi, chúng ta không nên giết họ. Thật không? Liệu họ có đánh mình không? Đừng lại gần là được mà. Trong này có cái dương không có gì ai? Không có gì đâu. Rồi lụm đồ đi, em sang lấy lúa đi. Lúa có thể làm được bánh mì á. Bên này có cà rốt nữa này, không thì qua đây lấy cà rốt này. Ôi qua nhà thợ rèn có vàng này. Có mũ trời sát. Ơi sao đi cắm trại kiểu gì mà lại phải đi lụm đồ nhà hoang thế này. Mình kiếm thêm đồ chứ có phải là gì đâu. Nói chung là nhặt được quả rơi tạm thời đút túi. Có ai ở cái ngôi làng này dùng nữa đâu mà. Thôi để mình dùng đi. Ôi chết cha, rơi xuống hố rồi các bạn. Chết chưa, rơi xuống hố chưa. Chết rồi, mình rơi xuống hố như một thằng ngố rồi các bạn ạ. Những người có thể tươi cười sao? Rơi xuống ta lại trèo lên. Em thu hoạch em còn trồng lại luôn cho người ta. Ôi dồi, có ai thu hoạch nữa đâu mà trồng lại. Thôi đi đi Ốc ơi, anh nghĩ chả có gì đâu. Lụm mấy củ cà rốt để ăn thôi. Không có gì à? Chắc chả có gì đâu. Trên kia có con ngựa kìa. Ôi kệ đi. Ôi quay lại đi Ốc ơi. Nhanh lên. Đây là chờ em xíu. Xíu trời tối bây giờ ạ. Nhanh lên. Ây ạ. Cứ giục em làm em lao đầu xuống đất này. Rồi. Rồi lên xe đi. Chúng ta tiếp tục hành trình thôi. Ủa lên xe ạ. Ui dồi ôi. Bê Quy Thành lên xe. Từ từ đã. Để dùng chìa khóa mở xe đã. Rồi mở xe. Xe nổ máy rồi. Đó lên xe. Ốc lên xe anh đèo. Yeah em đây bè, 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 bè. Các bạn ơi tụi mình đi cắm trại đây. Ui bên kia. Ui Ốc thấy gì không? Đằng xa xa kìa. Cái gì đấy? Có một tòa lâu đài kìa. Các bạn ơi các bạn thấy gì không? Trước mặt tụi mình kìa. Đó. Để anh lái xe. Giống như cái vọng gác luôn á. Ở đây có mấy tên mà xuống ấy. Thôi Ốc ơi xuống xe đi, xuống xe. Đừng lái xe đi đâu đây. Ui dồi ôi ơi cái gì ấy, ai đánh em ấy. Ôi có con zombie, ôi con zombie ở đâu ra này. Ai biết, con zombie bên đi, đánh cho trời. Ui trên. Ui dồi trâu thật sự luôn ấy. Nó còn đánh mặc... em hẹo luôn ấy. Nó còn mặc giáp kìa, ui dồi. Thôi, mình đi lên cái tòa lâu đài kia đi anh ơi. Ui trong đấy có người hay sao á.
Bây giờ chúng mình phải chuẩn bị đồ để tiêu diệt họ đi. Ở đây có dao kim cương, mặc vào đi. Chúng ta đã chuẩn bị đồ để gặp quái vật rồi, nên là bây giờ đây, ông lên xe, mình xông hẳn vào đấy giết chúng nó. Nó lên. Đấy chưa? Lên nào ở đây. Rồi, ok, tụi mình sẽ phóng xe vào đấy tiêu diệt hết bọn trong lâu đài để cướp lâu đài của tụi nó luôn. Rồi. Từ từ. Ôi giời ơi. Anh lại xuống lúc nào đây? Xuống đây, xuống đi. Ui nó có nỏ đấy. Máy quá, mình có cung các bạn ạ. Từ từ. Chúng ta phải xem có bao nhiêu tên ở trong cái tòa lâu đài trời cạnh. Đồng đấy. À nó có nỏ. Lui đông lắm. Ăn táo vàng đi ốc. Để anh xử bọn này cho. Chém luôn. Cướp tòa lâu đài của chúng mày luôn. Chết nè. Ui. Yeah. Chúng ta tàn sát tụi nó rồi. Thôi, vào. Anh ơi, có một con đang nhún nhảy trên hồ kìa. Ây da, ây da. À, vẫn còn một con. Rồi, ok. Chết luôn rồi đó. Ồ, đây có một cái lều luôn này, ốc này. Đỡ phải làm lều. Ờ, hay ghê. Lại có cả bàn chế tạo luôn kìa. Ờ, ok. Ui, lên cái trò này xem có gì không. Anh lên bằng đường nào đấy anh? Có cầu thang á. À, có một tên. Ao, yeah. Chết luôn. Ui, có lúa nè, có tên nè. Ui, có sợi tơ nè, có gỗ luôn nè. Ui. Ui, ở đây được ấy nhỉ. Đâu rồi. Anh ở trên cao nhất này luôn rồi. Rồi, để anh xuống. Xuống nhị. Chúng ta có thể lợi dụng cái này nếu tối gặp quái vật mà quái vật lợi hại quá, chúng ta có thể trèo lên được. Đấy, cắm trại đây cũng được phết đấy. À, ui, đây có một tên này, ốc này. Bắn tao. Em đã nói với anh là có một ông nhún nhảy ở trên bắn hồ, tao. Anh còn không đỉnh nhá. Đó, anh giết ông ấy rồi. Trời ơi, ông ấy định bắn này nhưng mà không tuổi gì sánh vai, ok fine. Đi đâu đấy, không đón em à. Ôi, đổ xe ra đây thôi mà, đi đâu đâu. Tưởng mày đi đâu, bỏ rơi em ở đây, quái vật giết em thì chết queo. Ui, em chết thì thôi, có đất thì đâu mà sợ. Ui, anh bên cái thành dừng xe cũng giữ một cánh đồng heo luôn. Rồi. Đó, bây giờ chúng ta đi câu thêm cá đi ốc ơi. Và chặt thêm gỗ đi, em có rìu không? Có chứ, em có hẳn một cây rìu kim cương. Đây, ui. Vãi các bạn ơi, ở trong cái khu kia rất là nhiều quái vật kìa, đừng đi sâu vào rừng nhá, trong rừng tối có nhiều. Eo ơi, nhìn con creeper đó. Ờ, đây, ra đây. Thôi, không đi vào đâu. Đây, đi ra ngoài đây, chặt gỗ đi. Chết ở đấy lại bảo tại số. Chúng ta làm cái lửa trại đó các bạn. Lửa trại để có thể nướng được đồ ăn nè. Ui, em thích ăn thịt nướng lắm. Ok, các bạn nào thích ăn thịt nướng không thì bình luận phía dưới video nhá. Rồi, ốc ơi. Ốc đâu rồi. Đó. Đây em đây. Giờ anh sẽ làm cái bàn làm việc ở đây luôn. Về đây à, không chặt gỗ nữa à. Ở đây có bàn làm việc sẵn rồi đấy. Bây giờ chúng ta có thể sử dụng cái này luôn. Và làm được một cái lửa trại. Chúng ta sẽ bỏ than vào đây. Vậy là chúng ta đã có một cái lửa trại rồi. Đó, hoa này cành đào luôn. Đây, mình sẽ đặt ở đây đi. Đó. Wow. Rồi. Thế. Rồi, để anh đi săn thử một con heo về đây nướng em nào. Heo nè, rồi có hai miếng thịt heo rồi. Ốc này, ốc xem này, chúng ta có thể nướng thịt đây luôn nè. Đâu. Đó. Wow. À, đợi chín chúng ta có thể ăn được luôn. Từ từ, đây anh cũng có một cái bếp này. Đấy, wow. Bếp nướng đó nè. Đấy, dị đấy. Chưa? Nhưng mà, à đây, em có một cái này em mang ghế đi từ ngồi nhà. Nè. Đâu, cái gì? Đây, anh ơi em mang cái này đi này. Cái giường ngủ luôn này. Trời ơi, vứt để giường ngủ đem gì? Để trong này này, để tối mà ngủ. Ôi, đấy, em đang mang từ nhà đi một cái giường đấy. Em lại để cái giường ở chỗ đống lửa, em định ngủ ở đấy rồi tối tối mình bị cháy luôn à. Mình trở thành thịt nướng luôn à. Đấy. Đấy, bác. Rồi, đấy, có ghế để ngồi luôn nhá. Đây, cho thêm cái này nữa. Đó. Ồ. Và từ từ cái này để đây hơi vô lý. Đập ra đây. Đó. Đây, sẽ ngồi được ở đây. Ok, và ông có thích ngồi võng không? Đây anh cũng có hai cái võng này. Có chứ. Đó. Đấy. Đây, chúng ta sẽ ngồi đó. Các bạn ơi ơi. Xịn chưa đấy. Đó. Thôi ok. Bây giờ tụi mình đi câu cá đi, đằng nào trời vẫn còn sáng mà. Này cho em cái cần câu này. Hả? Được rồi.
Thi câu cá không? Đi thi câu cá không? Ngoài này có một cái sông hay biển gì á? Đi ra đây, nhanh lên. Đi câu cá. Ôi trời ơi, vừa đói vừa buồn ngủ lại còn đi câu cá. Ôi giời ơi, vừa mới lao đến đây đã buồn ngủ rồi. Em suốt ngày ăn mới ngủ. Đó. Nha, rồi. Câu cá này em ngủ quên đây, nó câu luôn cả em, mới đừng nói là câu cá. Cá câu ngủ, không kiểu. Ơ, anh mới có thành có một con cá rồi à? Đâu, anh không để ý, thế là anh không giật được. À, giật đi ốc, giật đi. Yeah. Câu được cái gì vậy? Con cá đấy, không phải câu được rác đâu. Ôi, cứ mày để ý ốc. Ủa, sao nó cứ cắn ốc thế nhở? Yeah. À, cá ơi, sao mày không cắn? Đấy, cá bơi rõ nhiều các bạn, mà cá không hiểu cần câu của mình. Ơ, nó cắn rồi câu anh kìa. À, không cần nhìn luôn, giật được luôn. Ờ. Đỉnh cao của sự siêu sao câu cá. Ô kìa, con Enderman nè. Con Enderman kìa, kìa. Ốc nhìn con Enderman đẹp trai chưa? Thôi, câu cá gì tầm này? Đi về, về. Trời ơi, mình bỏ ốc nhìn nó và cuối cùng trở thành mình ạ. Giết đó ốc ơi, giết đó. Ôi, nó tốc biến anh ơi. Nó tính đến giết anh ấy, nhưng mà nó sợ nước mà. Đâu, lại đây, con mất dạy. Mày giết tao. Mày nghĩ mày là siêu sao? Rồi. Giết tao à. Ốc ơi, xem này, zombie từ dưới biển lên. Ui, này. Bắn nó đi anh. Hello, zombie thì bị ngu rồi. Hello. Không được đánh mình luôn. Bị ngu thì xấu làm gì? Ôi giời ơi. Tưởng nó thông minh lắm, ai ngờ có zombie ngu các bạn ạ. Rõ ràng là bình thường zombie thấy mình là phải lao quánh cơ, nhưng mà lại không thèm quánh. Thôi ông ơi, chúng ta đi về hay là câu cá thêm? Thôi câu thêm một hai con nữa đi. Thôi, câu thế thôi. Ôi giời đó. Làm con thôi. Ngay. Rồi ok. Thôi câu thế thôi, đi về chụp ảnh check in cho em. Ôi giời, suốt ngày chụp ảnh. Các bạn nào chụp ảnh phải đăng lên tag cộng đồng cho các bạn xem chứ. Đấy các bạn thấy không? Suốt ngày ốc thích chụp ảnh. Rồi thì chín rồi đây. Ồ, này. Thì chín rồi. Đó. Sợ nướng cá được không ta? À, nướng cá được luôn. Đấy, rồi thế là bằng cá nướng, tuyệt vời ông mặt trời ngay. Check in đi. Đây em ngồi đây cho mình check in nha. Từ từ anh để cái đường đây để bỏ đồ ạ. Bỏ bớt mấy cái thứ linh tinh vào đây. Đâu, đây chụp ảnh cho. Đây này, ngồi ghế đó, chụp ảnh đi, check in đi. À. Nào, 2, 3, chụp ảnh. Yeah. Đó, em chụp ảnh ghế à? Trời ơi, đúng là ốc ngu ngốc mà, xấu xí như quả bí. Nào, chụp lại. Nào, chụp ảnh, chụp. Tạch. Đấy. Rồi. Nhìn ốc. Thế là có ảnh rồi. Nhìn ốc như con ngốc, ngồi trên cái ghế. Anh chẳng biết gì là nghệ thuật. Tí nữa mà ảnh xấu là em đánh anh luôn á. Đấy, đây là, nhìn anh ngồi này. Cá chín. Cá chín ơi. À, mình thả 3 con cá luôn. Nhưng mà may có bụng vẫn no. Ốc không ăn cá à? Có, ăn. Ăn đi, ăn cá để mà trở thành đứa ngáo đá. Anh ăn cá để trở thành người quý giá. Ngồi võng đu đưa nào. Đu đưa. Rồi, ốc ngồi võng chơi đi. Uầy, các bạn ơi. Ôi võng phê quá, ở đây gió mát cực kỳ luôn. Đấy. Wow, đúng là cắm trại chỗ này rất là thích hợp này. Ui ốc ơi, anh thấy con gì đằng sau anh kìa ốc ơi. Ồ đúng rồi, con gì đấy? Ui, đang ngồi võng thì mình nhìn thấy con gì kìa các bạn. Ui, con gì đây? Ui quỷ đầu loa hay sao ấy? Trốn anh em ấy. Trốn vào trong chòi ốc ơi. Trốn vào trong chòi. Ui các bạn ơi, quỷ đầu loa kìa. Ui. Ốc đi vào đây, trốn vào trong nhà đi. À, con đấy nó còn đánh em, không vào được đây. Vào đi. Trốn vào đây. Đấy, nó vào thì chém. Ui các bạn ơi. Quỷ đầu loa kìa, sao tự nhiên mình cắm trại đây lại xuất hiện có quỷ đầu loa. Ui nó làm gì kìa? Ui, nó bị điên hay sao ốc ơi? Ui em sợ lắm. Ui. Ui nó bị điên rồi. Quỷ đầu loa bị điên hút các bạn rồi. Ạ. Hút cần rồi. Quỷ đầu loa hút cần. Ê, quỷ đầu loa hút cần. Nhảy múa à? Bắn nó. Ui, anh bắn nó vào tay phát nó ôm tay kìa ốc thấy không? Thôi. Ui. Ui nó cạp hết luôn kìa. Ui.
Ui, nó thấy mình rồi. Đây này, trốn trong nhà, trốn trong nhà. Trốn lại còn gặp cái con điên này cầm nỏ nữa. Giết nó. Rồi, lên tầng. Lên tầng cao đi ông ơi. Anh nghĩ ở trên cao thì cái con quỷ đầu la đấy nó sẽ không làm gì được mình. Wow. Ông thấy không, thấy không? Ui, con này đúng hút cần đấy anh ơi, nó ngáo lắm. Trèo lên tầng cao nữa đi, đừng đứng dưới, anh vẫn thấy nguy hiểm. Ui. À, nó kêu kìa. Ui, nó nói cái gì ấy? Ui. Ui, nó làm gì đây các bạn? Anh cũng chết luôn rồi. Ui ôi, có quỷ đâu, lo lợi hại thế. Ôi các bạn ơi, hôm nay tụi mình đi cắm trại và cắm trại ngay đúng vào khu rừng của con quỷ đầu loa sống sót ở đấy các bạn ạ. Thế là bị con quỷ đầu loa nó đuổi, nó truy sát luôn. Thế là thôi bây giờ tụi mình không cắm trại nữa đâu, tụi mình đi về đây. Ông ơi đi về thôi, đừng cắm trại nữa, đi về các bạn ơi, tụi mình đi về đây. Chào vẹo lại các bạn viên sau nhá, đừng đi cắm trại. Xin chào.